Tình yêu đã giáng thế, Chúa Giêsu đấng được tôn là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa đã giáng trần. Ngài không được sinh ra trong nơi lâu đài hay trong chăn êm nệm ấm. Thay vào đó, Ngài được sinh ra trong nền đất dơ bẩn của chuồng chiên và được đặt nằm trong mảng cỏ nghèo nàn và thấp hèn. Sự ngự đến của Chúa không được công nhận một cách trình trọng với những người giàu có và quyền lực thời bấy giờ. Nhưng Ngài chỉ được tiến thăm bởi những kẻ chăn chiên nghèo khó, những người đã nghe tin tức được loan báo bởi thiên binh và thiên sứ rằng: ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Emmanuel chính là tên của Ngài, đấng cứu muôn người ra khỏi tội, đem con người về với Đức Chúa Trời để vui hưởng sự tha thứ, sự bình an và sự sống đời đời. Về tình yêu thương, vì vua của cả thế giới đã giáng sinh làm người, đến với con người, ở cùng con người và ban sự sống cứu rỗi cho con người. Dù trải qua rất nhiều thế kỷ, nhưng câu chuyện về sự giáng sinh của Chúa Giêsu vẫn luôn được thuật lại cho thế giới này. Bởi vì giá trị về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho con người không bao giờ thay đổi, vượt qua mọi không gian và thời gian, vì Ngài là Emmanuel, vua người.